đu đưa để lắc lư cho hết buồn. Bây giờ không phải ngày xưa, em sao phải ngày đu đưa với chàng. Bóc dáng như tuổi cập kê chẳng chơi một nhịp với em bắt nào. Cái gì cần kia nắng vào chẳng gì tình lại bao cần kia em lên luôn. Hàng rồi. Chẽm. Chẽm lớn rồi anh ơi. Dính rồi anh em. Con đầu tiên trong ngày của mình. Gần ra. Một cái lên bờ luôn. Cá bự quá bự nè.
Ua, ua. Mà nó dí theo tới thuyền luôn. Wow. Ơi, từ từ, xả ra. Bắt được không? Từ từ.
Khúc đó có trà đâm vô. Xong xếp lại kẹp vô cái quai quần đó. Im ra rồi đó, đi mẹ rồi. Điện thoại ra chưa? Thấy rồi, điện thoại anh đi câu có bao giờ anh để trong má nè. Sảy rồi. Chưa. Trời, trà đâu phải trà đâu, nó quấn vô cái rễ nước mà. Hết rễ này đến rễ khác. Nó cũng vòng vòng ở đây mà. Nó quấn mấy vòng luôn á. Chưa. Quấn mấy vòng luôn mà. Đâu quấn nữa. Quấn dữ vậy. Chà, đâu mà quấn nhiều vậy? Dưới này. Nó dưới này. Hết sức rồi.
hơn. Ăn nguyên con lươn rồi sao mà sống, sao mà xảy. Nó không, nó ăn, nó dính dưới bụng thành ra nó không hạ mỏ, khó lấy, khó kẹp lắm. Rồi con này có tầm 4 kg, hơn 4 kg. Táp đã ha. Nó chìm sâu quá. Vị này tầm 4 kg anh, giỡn hoài. 5 kg mấy á. Tính sao. Nào cầm cần lên trước đi. Bung, okay. Bung cò đi. Chụp hình xong thả. Thả chứ. Em bên nó anh thả luôn á. Chụp hình xong thả. Bắt chi. Không bao giờ. Thả em bên nó anh thả luôn á. Ăn uống gì nữa đâu. Cái tay em. Hả? Cái tay em lên. Khoan. Cho nó khô cái tay á. Hai, ba. Một con này 5 kg chứ. 5 kg mày. Khoan, 6 kg á. Gì? 6 kg hơn á. Ừ, 6 kg hơn, hơi ốm. Ăn mùi lạ thấy không? Ừ.